Có mấy ông ấy bảo là mẹ cái tấm này là lấy ở cái quan tài cũng kiểu cũng sợ sợ ấy. Thì anh xem như nào, phải cái này liệu phải từ quan tài không? Đây Đương ơi, vào đây em khoe anh cái này. Em vừa mới sắm được quả bảo vật và em nói luôn là ở Việt Nam là không bao giờ có những quả kinh khủng như này nữa. Đây là một cái tấm ván bằng gỗ hoàng đàn tiết Lạng Sơn. Bởi vì hàng ván này nó mới là hiếm. Hiếm lắm. Đấy thì đây. Đấy, nhiều người không tin. Không dám tạt mạnh anh ạ. Ván đấy tạt vừa thôi, phí lắm. Đấy anh ngửi nha, có giống cái hông nọ của anh bán không? Đúng, mùi nó này. Đúng rồi, nó thơm luôn này. Ôi nhiều cái chỉ đen nè. Trước chỉ tạt ra chỉ có một cái hai cái thôi. Một hai cái chỉ thôi đúng không? Thế này là nó một tấm ván. Có mấy ông ấy bảo là mẹ cái tấm này là lấy ở cái quan tài. Ngày xưa là quan tài là chôn cất những người mà giàu có, người ta làm những quan tài bằng gỗ hoàng đàn như này thì nó anh xem như nào, phải cái này liệu phải từ quan tài không? Không, cái chỗ quan tài của nó thì nó phải rộng hơn. Chiều dài thì có vẻ giống đấy, nhưng mà chiều rộng thì không phải đâu. Vâng. Thứ hai là hai bên sườn này anh nhìn đây nè. Này anh thấy nó có lỗ mộng nè. À lỗ mộng hai bên ạ. Lỗ mộng hai bên đấy, thì đây nó như là cái phản hồi trước người ta ghép vào nhau đấy. Phản á? Ừ. Tức là cái mặt phản à? Mặt phản đấy, nếu mà cái này nó có một tấm thì chắc chắn là nó có tấm thứ hai, thứ ba. Thế thì chứng tỏ là bây giờ mà em mua được một tấm như thế này thì chắc ở trên thị trường vẫn còn lênh đênh khoảng vài tấm nữa đúng không? Một hai tấm nữa. À. Nhưng mà đây không phải là cái quan tài đâu. Lỗ mộng như thế này là để gài vào nhau để làm cái phản nằm ấy. Quan tài thì nó phải rộng ra phải tầm độ 6 mấy nè. À. Cũng dài chiều dài như thế này nhưng nó không bao giờ nó có lỗ mộng này ở bên sườn này được. Vâng. Đấy là điều chắc chắn là không phải quan tài, là khi nó có lỗ mộng này không phải để dùng làm quan tài. À. Nó phải vâng. Quan tài nó phải. Thế em lại cứ sợ bảo là người ta lại dùng cái tấm này làm quan tài, bây giờ không phải đâu. Mình rước về nó cũng dở hơi. Vâng. Những cái mộng hàng ngang này nó là để những cái gài vào nhau, hai tấm nó gài vào nhau. Thế thì em ba tấm nó gài vào nhau. Thế em yên tâm rồi. Nhưng mà thật sự là em cũng rất là quý, bởi vì bây giờ anh nhìn là cái tấm này bằng gỗ chắc nó là dã man chưa? Gỗ chắc là có quý quý lắm đấy. Nhưng mà đây nó bằng một tấm ván bằng gỗ hoàng đàn. 10 nếu hàng này là gỗ chắc bây giờ nó cũng mới vào độ 200 mấy chục triệu rồi. Úi giời. Gỗ chắc là phải vào 200 mấy rồi. Không biết chú mua cái tấm này có nhiều tiền không chứ anh nhìn thấy ớn đấy. Dạ cái này thì cũng nhiều trăm anh ạ. Nhiều trăm hả? Biết nghe mà chú đại gia nhỉ. Không phải, nhiều khi nó là cái duyên anh ạ. Ừ, cái này nó mới có duyên thật đấy. Thì nhiều khi là em cứ thẩm định gỗ thì có nhiều anh em là biết đến, thì nhiều anh em là có sẵn ở nhà ấy mà anh em cũng chả sử dụng gì đến. Thì anh em bảo thôi chú Sơn có sử dụng thì chú Sơn lấy về thì anh em cũng gọi là ưu ái để em cái giá để em có thể là kinh doanh được. Đang tính là định làm đầu tiên thì định để làm bàn trà cho nó thơm. Đấy, thứ hai nữa thì có ý định có thể làm bức tranh gì đấy, nhưng mà bức tranh thì em chỉ làm theo yêu cầu. Vì anh em nào có thích làm bức tranh thì cho mình long khung sau. Cái này nó là cái tấm gỗ rất quý cho nên mình phải tính toán và mình cân đối làm sao cho nó đỡ lãng phí. Vâng. Vào một tác phẩm là nó phải để đời. Dạ. Chứ để một tấm quý như thế này mà mình làm linh tinh là uống lắm. Vâng, hôm nay anh sang chơi mà anh bảo em thế em cũng yên tâm hơn khối rồi. Cái này không phải đấy, nằm quan tài đâu. Quan tài chết dở. Không phải đâu Sơn ạ.